Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Dân mẹo khổ sầu thơ gửi kỳ vân do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau. Lời bần gửi kỳ vân cư sĩ, chỉ mình trò hiểu lý của thầy, thì giờ dáng luận phút giây, cho siêu cơ pháp đủ đầy đức ân. Thầy ngồi trực rừng thần rơi lệ, nhìn bóng tàn đã xế chiều rồi, luận lời thơ mắt lệ còn trôi, dạn đạo sĩ dáng ngồi thanh tịnh, chút nữa đây biết đâu mà tính nếu thương thầy dáng vịn bồ đề, thì sau mới được hồi quê. Kỳ vân, ta nhắc ta kể gần bên. Bần sĩ khổ không tên không tuổi, trốn rừng xưa rung dối tháng ngày. Đạo tâm tránh pháp không phai, hy sinh khuyến chúng đêm ngày không yên. Nay bần sĩ tham thiền quán tưởng, ngày chăm lo dung dưỡng cội tử, vun bồi phước đức ân dư. Sau này cứu cảnh mọi người bên ta. Kỳ vân nhớ thiết tha tha thiết. Bài này đây thầy viết ngập ngừng gần ngày đạo Pháp chấn hưng. Lửa thiên đốt cháy nửa lừng còn đâu. Thầy còn nuối từ câu cho chúng. Cho đạo đồng hưởng dụng coi đời. Mà sao người quá là lơi. Ngày nay đến việc cơ trời tan hoang. Kỳ vân ơi rõ ràng cơ định. Thầy cho mình biết tính sao đây. Trước kia bẩn nói không hay. Còn chê rằng nói cù nhây nói hoài. Chưa có mấy mà lay hồn vía. Tới đây rồi nơi phía tây đông. Nhìn coi máu đã nhuộm hồng còn bảy nhực không trông gì thoát, còn lưng trời kỳ chót gần ra. Chúng sanh chờ tiếng sấm ba, thầy cho trò biết nổ mà hay chưa. Mới một tiếng thốt thưa dân chúng, đầu sơ khai năm xỉu rõ ràng. Đừng chờ núi giá banh hang, mới nổ một tiếng xóm làng tiêu hao. Tiếng thứ nhất sóng trào cao bùa, xác với hồn tài của phải xa, chìm sâu dưới đáy giang hà. Muôn đời vĩnh kiếp trầm kha tan hồn, kể từ đây ai khôn ai dại tiếng thứ hai ai bại ai vong, thứ ba chắc nổi minh mông, thì là mới thấy công đồng ở đâu, đang khai mở quý Âu Nam Sửu, diệt côn đồ quy tựu hiền nhân, đặng mà lập lại phong thần, hiền còn giữ mất năm dần rồi coi, đức thượng phụ xăm soi trừng phạt, sấm đầu tiên ngơ ngác kinh hồn, tạo thanh cho sạch thú trồn, không còn bẩn trực dập dồn long hoa, tiếng thứ hai nổ ra giáng đợi, trong năm dần thế giới loạn cuồng, Năm dần 2022 chiến tranh Đông Âu, vật giá gia tăng, lạm phát tiền tệ, xã hội rối loạn chính trị bất ổn, vang rền tẩy sạch triệu muôn, không còn những kẻ điên cuồng ngu si, bão còn lớn đất rời nghiêng ngửa, trên không gian khói lửa mịt mờ Thầy ngồi điểm huyệt luận thơ, thấy đời tới gấp hiện giờ làm sao? Trong năm mẹo sóng trào nổ tiếp, chuyển với xây mới kịp long hoa, nếu ai qua nổi thì qua còn không qua nổi đọa xa huỳnh tuyền nay đức cậu luận biên đôi phút gửi thăm trò cốt nhục biểu sơn dù cho khổ sở đường sờn răng tay cứu chúng trong cơn khốn nàn ta chấp nhận cơ hàn học đạo giữ lòng thành ngay thảo phật ra luyện thành đạo pháp tinh ba Hườn nguyên phản bổn mới qua ngươn này kỳ vân ơi cậu đây rơi lệ thấy người trôi nổi bể sông giang xác nằm lẫm liệt nghinh ngang đó là cơ định rụi tàn phút giây. Sấm mới nổ chưa đầy một phút, thì chúng sanh ngả gục tái tê, chia tay cách biệt không về, bập bềnh biển khổ tràn trề thây phơi. Nay bần sĩ nghẹn lời nhắn nhủ, thăm đạo đồng quê cũ cách xa, dáng tu đoạt được tinh ba, Hườn nguyên phản bổn về nhà báu châu, năm dần mẹo khổ sầu biết mấy, mong đạo đồng hải ngoại quay về. Năm dần 2022 bùng nổ chiến tranh Đông Âu, Năm mẹo 2023 bùng nổ chiến tranh Trung Đông. Nội tâm tỉnh dậy chớ mê. Tuần tự từng phút chỉnh tề từng câu. Đây kết thúc năm châu bận rộn. Lãnh những điều nguy khốn thiên tài. Kỳ vân cố gắng miệt mài. Xôi kinh nấu sử dạng tài long hoa. Giờ cam chịu cách xa thể xác. Bóng từ bi ngào ngạt canh thâu. Dù cho sao vắng bể dâu. Nội tâm tư tưởng trò âu chớ rời. Trích trong quyển Phật Di Lặc Giáng Thế từ trang 114 đến trang 118, bài buồn than thơ gửi của Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh, Thiên Tịnh Biểu Sơn Dĩ Đây Ấn Tống năm 1998. Thầy báo trước thầy đi xa vắng bóng một thời gian, rồi thầy sẽ mượn xác tái xanh. Bàn tay lật ngửa vậy mà. Chớ đừng lật sấp vì thầy tái xanh. Đi xa thì phải dặn dành. Đức Huỳnh Giáo Chủ viết ở làng Nhơn Nghĩa xà No, ngày rằm tháng 6 canh thìn 1940. Phụ lục, minh họa hành trạng Đức Thầy Huỳnh Giáo Chủ trở về, tưởng rằng cậu ở lầu son. Con tìm gặp cậu thon von châu mày, tưởng rằng cậu ở lầu đài. Ai rẻ cậu tợ ăn mày tả tơi, tưởng rằng cậu ở ngôi trời. Sắc thân đẹp đẽ tuyệt vời xa xa, ai ngờ như quỷ như ma. Nói đây đồng đạo cả nhà mến thương, tưởng rằng cậu ở tòa trương. Đâu ngờ cậu lại phơi xương biển hồ, tưởng rằng má phấn đắp tô. Ai rẻ ngó cậu trầm trồ biết bao, ăn xin thân phận ngạt ngào xin ân xin đức đồng bào giáng cho xin thầy độ bữa cơm no thân này khổ sở biển gò sang qua tưởng rằng cậu ở cung nga rẻ đâu không cửa không nhà dân ơi tưởng rằng cậu đã ngao chơi rẻ đâu vâng lịnh ngôi trời phải lâm tưởng rằng đeo đẳng vàng dâm ai rẻ cậu lại giả câm giả khùng tưởng rằng cậu lại anh hùng rẻ đâu cậu khổ cậu khùng ngày nay bá gia bá tánh an bài nhắc cho đồng đạo ngày nay đặng nhờ tưởng rằng cậu hãy tôn thờ. Ai rẻ trôi giạt bên bờ sông Dương. Thôi thôi từ giã muôn đường. Cậu cười ba tiếng dân nhường cùng nhau. Cười rằng cơm đói cháo rau. Một ngày một bữa chùi lau vui vậy. Cười rằng mất chức mất thầy. Mất nhà mất cửa giờ này tan hoang. Cười rằng dân chúng trần gian. Thật là ngu muội giang san trôi rồi. Cười rằng dân chúng ôi thôi. Tại đời bạc bẽo như vôi kia kìa. Cười rằng dân tộc rẽ chia cười rằng không thức canh khuya sưu tầm, cười rằng dân chúng còn lầm, lầm ta xuống thế tay cầm ngọc châu, lầm ta ở trốn đành đầu, rẻ đông mượn xác công hầu bày khai, lầm ta lại hỡi con trai, hay là con gái ngày mai rồi tường, lầm ta phải chịu oan ương. Nói đây cô bác đoạn trường biết bao, thôi thôi kính chúc đồng bào, buổi chiều cậu nói ngạt ngào vô biên, ở đây kính chúc đạo hiền, chúc cầu anh chị bốn miền Âu lo thôi thôi đừng sợ đói no dáng tu dáng sửa qua đỏ nay mai biết rằng đời tục không lai đời tiên gần đến nay mai rồi tưởng thôi nghe cậu dáng nhẫn nhường nhẫn người qua được đoạn đường thoát nguy nhờ người mở lối ta đi đừng sợ ai có khinh khi chi mình cứ tu cậu lại cầu xin cầu xin cho chúng rửa mình sạch trong đừng tưởng cậu ở non bồng cậu ở dưới thế toại lòng cùng nhau tu xin ba tánh ngạt ngào gửi thơ thăm hết đồng bào bốn phương. Thôi thôi bút mực phô trương, khùng điên tỏ hết đoạn trường canh thâu, nói ra bút mực đôi câu, gửi cùng bần sĩ ngõ hầu tâm nao. Kính thưa anh chị Kinh Đào, buổi chiều cậu viếng đồng bào cậu thăm, thấy người cũng được thâm tâm, vui mừng cậu lại nhiều năm tuyệt vời, nay mai cậu sẽ xa vời. Giá từ đồng đạo đôi lời cậu khuyên, giá từ đức cậu khùng điên, đặng mà cậu lái con thuyền ra đi giá từ đôi khúc bi, chừng nào trở lại ra thì bớ cho thi rằng nơi trốn dáng lo dáng lo cầu nguyện cậu cho sau này dáng cầu nguyện phật nguyện thầy đặng cậu về tới sửa xây cho mình cậu đi bá tánh chúng sinh không cậu đi mái rung dinh cửa trời giá từ đồng đạo nơi mời cậu đi nơi khác tuyệt vời kính khuyên giá từ đồng đạo vô biên đến thăm một chút sĩ hiền rõ chưa rõ rồi sớm muối chiều dưa Rõ rồi Đức Cậu mới đưa thơ để. Rõ rồi Đức Cậu mới về. Rõ rồi Đức Cậu mới kể thi văn. Giá từ sự khổ khó khăn. Lui thuyền trở lại sáng trăng trong lòng. Cậu về nơi cõi rừng tòng. Hay là ven biển mênh mông đại ngàn. Thuyền kia qua lại rước ngang. Thôi thôi từ giã đạo tràng bình yên. Chúc cho bá tánh thị thiêng. Thật là vô lượng vô biên chỗ này. Đức cậu bần sĩ vô danh ứng khẩu thuyết pháp ở kinh đảo kết tập sách Phật Di Lạc Giáng Thế từ trang 119 đến trang 123, Thiền Tịnh Biểu Sơn Sydney Ấn Tống năm 1998. Sydney, ngày 15 tháng 3 năm 2023, Kỳ Vân Cư Sĩ Biên Khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.